Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tăng cường bố trí các tàu trực tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng điểm, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển Đông. Trong trả lời kiến nghị của cử tri về bảo vệ chủ quyền biển Đông, Bộ Quốc phòng cho biết tình hình biển Đông thời gian gần đây diễn biến phức tạp. Trung Quốc không từ bỏ tham vọng độc chiếm biển Đông, bất chấp dư luận và luật pháp quốc tế, ngày càng củng cố sự hiện diện, khả năng kiểm soát trên thực địa nội dung trả lời kiến nghị cử tri của bộ quốc phòng cũng cho biết trung quốc tăng cường sử dụng đòn bẩy ngoại giao và kinh tế tác động lôi kéo các nước ủng hộ quan điểm của trung quốc trong vấn đề biển đông chủ động thể hiện tích cực xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên biển đông coc với các nước asean để xoa dịu tình hình làm giảm can dự của mỹ và các nước lớn vào vấn đề biển đông trong khi đó trên thực địa trung quốc đẩy mạnh thăm dò khảo sát dầu khí trên biển đông đẩy mạnh hoạt động xâm phạm vùng biển các nước trong đó có việt nam trước tình hình trên các lực lượng chức năng của bộ quốc phòng đã quán triệt và duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bố trí các tàu trực tuần tra kiểm soát trên các vùng biển trọng điểm sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc đặc biệt bộ quốc phòng đã tăng cường lực lượng tàu trực tại các vùng biển trọng điểm thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của các nước sẵn sàng các phương án xử trí không để bị bất ngờ xử lý tốt các tình huống diễn ra trên biển